theo hướng dẫn tại quyết định 2546 của Bộ Tư pháp, thủ tục xóa đăng ký biện pháp đảm bảo quyền sử dụng đất như sau. Bước 1. Nộp hồ sơ. Nộp hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký Đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường, chi nhánh của Văn phòng Đăng ký Đất đai. Trường hợp hồ sơ đăng ký đối với quyền sử dụng đất được nộp thông qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, giải quyết thủ tục hành chính, Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân xã, thì thời hạn giải quyết hồ sơ được tính từ thời điểm Văn phòng Đăng ký Đất đai nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ. Cách thức thực hiện: qua hệ thống đăng ký trực tuyến, nộp bản giấy trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính, qua thư điện tử. Bước 2. Giải quyết hồ sơ. Trường hợp không có căn cứ từ chối thì Văn phòng Đăng ký Đất đai tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, giải quyết hồ sơ và trả kết quả.